các token hệ Trump đang chứng kiến sự sụt giảm trước thềm cuộc đối đầu giữa Donald Trump và Joe Biden. Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng dự án hệ Pi, P-Bridge đã chính thức cho ra mắt siêu phẩm mini app T-Bit trên Telegram của mình. Sau một tuần ra mắt, dự án Tap to Mind đầu tiên trên mạng ICE Open Network, Sunway đã chính thức cán mốc 2 triệu người dùng. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Hoa Kỳ trao thưởng 5 triệu đô la Mỹ cho người cung cấp thông tin về nữ hoàng OneCoin. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được cho là đã tăng phần thưởng cho thông tin về người sáng lập OneCoin, Ruja Ignatova, lên 5 triệu đô la Mỹ. Điều này được công bố trong bản cập nhật danh sách 10 kẻ bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Ignatova, được nhìn thấy lần cuối ở Athens vào tháng 10 năm 2017, đã bị thêm vào danh sách này vào tháng 6 năm 2022 với phần thưởng ban đầu là 100.000 đô la Mỹ, sau đó tăng lên 250.000 đô la Mỹ vào năm 2023 và hiện tại là 5 triệu đô la Mỹ. Ignatova bị cáo buộc tội lừa đảo và rửa tiền vào năm 2017 và đã có lệnh bắt giữ liên bang đối với bà ta. Quyền tổng công tố Bulgaria Borisla Sarafov đã thông báo rằng Ignatova sẽ bị buộc tội vắng mặt tại quốc gia này. Thành lập năm 2014, OneCoin do Ignatova điều hành đã lừa đảo nhà đầu tư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ trước khi bị lộ vào năm 2015. Nhiều cá nhân liên quan đã bị truy tố hình sự tại Hoa Kỳ, bao gồm bạn trai của Ignatova, Zubert Armenta, luật sư Mark Scott, cựu trưởng phòng pháp lý Irina Dinkinska, đồng sáng lập các Sebastian Greenwood và William Morrow. Trong khi đó, Konstantin Ignatov, anh trai của Ignatova, cũng đã nhận tội lừa đảo và rửa tiền vào năm 2019 và sau 34 tháng tù, anh được thả vào tháng 3 năm 2024. FBI báo cáo rằng Ignatova có thể sở hữu hộ chiếu Đức và đã thay đổi ngoại hình. Việc tăng phần thưởng lên 5 triệu đô la Mỹ thể hiện nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc truy bắt người phụ nữ nguy hiểm này. Luật sắp triển khai ở UAE có thể cấm thanh toán bằng crypto. Trong một chia sẻ gần đây, luật sư tiền điện tử và blockchain Irina Hever cho rằng các quy định mới được ban hành tại UAE có thể cấm thanh toán bằng tiền điện tử. Vào ngày 5 tháng 6, Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Trung ương UAE, gọi tắt là CBUAE, đã thảo luận về các dự án thuộc chương trình cơ sở hạ tầng tài chính của đất nước nhằm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số. Hội đồng đã thống nhất ban hành các quy định về dịch vụ token thanh toán để giám sát và cấp phép stablecoin. Theo hướng dẫn mới, token thanh toán trong nước phải dựa trên đồng dirham UAE và không thể liên kết với các loại tiền tệ khác. Hever cho rằng các quy tắc mới sẽ dẫn đến việc cấm thanh toán bằng tiền điện tử trong nước, bởi CBUAE quy định cấm chấp nhận tiền điện tử thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trừ khi là token thanh toán dirham được cấp phép hoặc token thanh toán nước ngoài đã đăng ký, cả hai loại này hiện không tồn tại. Hever nhận định rằng sự thay đổi này có thể mâu thuẫn với quan điểm ủng hộ thương mại và đầu tư của UAE, nơi phát triển nhờ các chính sách tự do như không kiểm soát vốn và cho phép tự do giao kết hợp đồng. Cô lo ngại rằng các quy định mới sẽ gây rủi ro cho quá trình phát triển của UAE trong lĩnh vực Web3 và tiền điện tử với việc cấm sử dụng stablecoin trong các giao dịch. Hever cũng nhấn mạnh rằng UAE thiếu các hiệp hội ngành mạnh mẽ như Crypto Valley Association ở Thụy Sĩ. Điều này dẫn đến việc thiếu tiếng nói thống nhất để phản đối các chính sách bất lợi, gây trở ngại cho sự phát triển của Web3 và tiền điện tử ở UAE. Các token hệ Trump bắt đầu giảm trước thềm cuộc đối đầu giữa Donald Trump và Joe Biden. Thị trường tiền điện tử hiện không có dấu hiệu phấn khích trước thềm cuộc tranh luận quan trọng giữa Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và ứng cử viên Tổng thống năm 2024 Donald Trump, dự kiến diễn ra vào sáng mai, theo giờ Việt Nam. Theo đó, một số token chủ đề Trump đang chứng kiến sự điều chỉnh, với Trump giảm 1,8% về mức 8,2 đô la Mỹ và TRMP giảm 11% xuống 0,73 đô la Mỹ. Token BODEN của Joe Biden cũng giảm 17% về mức 0,12 đô la Mỹ. Tiền điện tử hàng đầu BTC cũng giảm 1,5%, dao động dưới mốc 61.000 đô la Mỹ vào chiều nay. Trong buổi tập dượt cho cuộc tranh luận tại Atlanta, ông Trump tiếp tục công kích Biden và các nhân vật điều hành hãng tin CNN. Trong khi đó, tiến sĩ Lombard dự đoán cuộc tranh luận có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua tổng thống với khả năng thay đổi bản chất hoặc làm tăng tính cạnh tranh của nó. Ngành công nghiệp tiền điện tử đã vận động hành lang để đảm bảo tài sản kỹ thuật số được thảo luận trong cuộc đối đầu này. Các trader tiền điện tử đang theo dõi sát sao vì Trump đã biến tài sản kỹ thuật số trở thành vấn đề quan trọng trong chiến dịch của mình. Trong khi đó, Biden chỉ yêu cầu các cơ quan liên bang tìm hiểu các rủi ro và cơ hội liên quan đến tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, hay còn gọi là CBDC. Neil Roti, nhà phân tích tại Stocklytics, cho rằng chiến thắng của Trump sẽ mở đường cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Vì Trump đã cam kết chấm dứt cuộc chiến chống tiền điện tử và chấp nhận quyên góp chiến dịch bằng loại tài sản này. Siêu phẩm mini app P-Bridge chính thức đổ bộ Telegram,
Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng dự án hệ Pi, Pi Bridge đã chính thức cho ra mắt siêu phẩm mini Aptibit trên Telegram của mình. Theo một thông báo vào ngày 27 tháng 6, Pi Bridge cho biết mini app của họ hiện đã có sẵn trên Telegram, cho phép tất cả người dùng khai thác token Tibit miễn phí thông qua cơ chế Tap to Mai chỉ cần một chạm để nhận token mỗi ngày. Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể mời người dùng mới, khuyến khích cùng nhau thăng cấp, hoàn thành nhiệm vụ để kiếm thêm token. Để tăng tốc độ khai thác của mình, người dùng được khuyến khích tham gia tạo tài khoản Pbridge. Những người chơi nắm bắt cơ hội từ những ngày đầu có khả năng sẽ hưởng lợi mạnh mẽ, đặc biệt là khi cơn sốt mini app đang trở thành xu hướng trong không gian crypto. Chưa kể, trong tương lai, Tibit có thể sẽ sớm được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn, mở ra cơ hội đầy tiềm năng cho cộng đồng. Đừng quên, hiện tại khi tham gia tải app Pbridge với mã giới thiệu 8439108553 từ ZyptoLeaks.vn, người dùng sẽ nhận ngay 25 token Bit miễn phí. Sunway chính thức vượt mốc 2 triệu người dùng sau 7 ngày ra mắt. Sau một tuần ra mắt, dự án Tap to Mai đầu tiên trên mạng ICE Open Network, Sunway đã chính thức cán mốc 2 triệu người dùng. Theo một thông báo mới nhất, Sunway cho biết hiện dự án của họ đã có hơn 2 triệu người dùng đang tham gia khai thác token SVK trên Telegram chỉ sau một tuần hoạt động. Con số này tăng vọt sau cột mốc 1 triệu người dùng được ghi nhận vào ngày 23 tháng 6, cho thấy tốc độ tăng trưởng vượt trội của dự án. Mức độ tăng trưởng này cũng có thể đến từ việc phía dự án đã khắc phục hoàn toàn sự cố tắc nghẽn OPT ban đầu, khiến cho nhiều người dùng không thể đăng ký tài khoản thành công. Gần đây, phía ICE Open Network cũng đã thông báo về việc đốt hơn 50 triệu token ICE, tương đương khoảng 250.000 đô la Mỹ kể từ khi Sunway ra mắt. Được biết, lượng lớn token này sẽ bị loại khỏi lưu thông vĩnh viễn, giúp cho ICE ngày càng khan hiếm, giảm phát và góp phần nâng cao giá trị của token. Vốn hóa thị trường tiền điện tử vào lúc 18 giờ 30 phút là 2,383 nghìn tỷ đô la, thay đổi 0,2% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 61.052 đô la, giảm 0,5% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.392 đô la, tăng 0,5% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 572 đô la. ZyptoLeaks.vn xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.